ngoại tình, ngoại tình, quan hệ ngoài luồng, có tình cảm với người đã có vợ, đã có chồng, có bạn trai, bạn gái. Đây là một cái hạt phạm nặng nhất ở trong mối quan hệ. Khi mà chúng ta đang có một cái cam kết, khi mà chúng ta đang có một cái cam kết với một ai đó và chúng ta phá vỡ cái cam kết đó, thì chúng ta sẽ phạm vào trong cái mà gọi là phản bội, hay là phạm vào trong cái mà là thiếu tôn trọng mối quan hệ. Và cái hạt này là cái hạt mà nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cái mối quan hệ trực tiếp của chúng ta, mà nó còn ảnh hưởng luôn đến cả tài chính của chúng ta. Nó còn ảnh hưởng luôn đến cả sức khỏe của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ ở trong cuộc đời của mình. Bởi vậy cho nên là cái việc mà chúng ta tôn trọng mối quan hệ, giữ cam kết của mình ở trong mối quan hệ, bất kỳ chúng ta có một cái lời hứa nào thì chúng ta nên giữ. Còn nếu như mà chúng ta không giữ được thì cả hai phải rất là rõ ràng để mà không để lại ân oán, bởi vì những cái vấn đề trong mối quan hệ thì rất là dễ để lại ân oán, và chính cái điều đó nó tạo ra cái nghiệp cho chúng ta, nó làm cho nghiệp nghiệp của chúng ta, những cái nghiệp xấu ở trên chúng ta rất là nặng nề, và nó ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống chứ nó không chỉ là mối quan hệ không thôi. Rồi cái thiếu tôn trọng mối quan hệ nó còn liên quan đến cái việc là lấy khách hàng từ cái đồng nghiệp hay là từ đối thủ của mình. Ví dụ có những người, ví dụ công ty bảo hiểm chẳng hạn, khi mà làm việc cùng với nhau trong đó đó, thì mình có những cái đồng nghiệp trong ngành bảo hiểm, nó có những cái đồng nghiệp, nhưng mà rồi người ta đang là khách hàng của một cái đồng nghiệp khác của mình, hoặc là công ty bất động sản hay bất kỳ cái gì, thường làm sale là sẽ dễ bị cái tình trạng này, đang là khách hàng của đồng nghiệp của mình, nhưng mà rồi mình một cách nào đó mình có nhân duyên, mình có quen với người đó trước hay gì đó, và khi mà mình phát hiện ra là họ đang là khách hàng của đồng nghiệp thì mình tìm cách này hay cách khác để mà mình lôi kéo họ về phía mình. Cái này thì dễ mắc phải ở trong những cái công ty trong cái ngành network marketing đó, cái ngành đa cấp cũng bị nè, rồi cái ngành bảo hiểm, những cái ngành mà chúng ta làm sale, chúng ta đi tiếp xúc nhiều người ngoài, chúng ta rất dễ bị cái tình trạng này. Và khi chúng ta lấy khách hàng từ đồng nghiệp thì sao ạ? Thì cái việc đầu tiên đó là có thể chúng ta trong một cái lợi ích ngắn hạn nào đó chúng ta nhìn thấy là chúng ta có thêm được một khách hàng mới, nhưng mà về mặt dài hạn thì chúng ta mất đi những cái người tin tưởng của chúng ta rất là nhiều, cho nên là đây là một trong những cái hành động thiếu tôn trọng mối quan hệ, và nó dẫn đến những cái hệ quả, những cái hậu quả mà nó cũng nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của chúng ta rất lớn, hoặc là ngay cả đối thủ. Vừa rồi thì Trang có chia sẻ với một cái bạn học viên, và bạn ấy làm trong cái ngành make up trang điểm cô dâu đó, và bạn ấy nói cái việc là bạn ấy có những cái khách hàng, tại sao càng ngày cứ càng mất khách hàng, càng ngày thì khách hàng cứ dần dần mất đi. Thì khi mà bạn ấy rà vào trong cái việc này đó thì thấy là bởi vì là mình á, cứ khi mà những cái khách hàng tới ngồi với mình á, họ trang điểm thì ngồi nói chuyện này kia, thì cái cửa hàng của bạn á, đối diện lại cũng là một cái chỗ trang điểm cô dâu khác, vì cái chỗ cho thuê đồ cưới thì nó san sát nhau như vậy. Và trong cái quá trình mà cô trang điểm, cô nói chuyện á, thì cô hay có xu hướng là nói xấu mấy cái người ở xung quanh, ở bên đó đó là cái người make up ở bên đó họ làm cẩu thả lắm, không có giống như em đâu, họ thế này thế kia. Và từ cái việc đó, từ cái việc mà ngồi nói chuyện như vậy ở trong cái quá trình đó, thì càng ngày cái khách hàng của cô càng mất đi, trong khi cô là một cái người trang điểm rất đẹp và trước đây thì là khách hàng rất là đông. Và khi cô nhận ra thì cô bắt đầu cô sửa đổi. Và sửa đổi như thế nào? Đó là bây giờ giới thiệu khách hàng cho đối thủ. Cô bị sốc vì cái ý tưởng đó, bị sốc vì cái ý tưởng là giới thiệu khách hàng cho đối thủ. Vì sao vậy? Vì mình phải đối thủ của mình mà bây giờ mình phải giới thiệu khách hàng cho họ, thì mình còn khách hàng đâu, mà mình đã không có khách hàng, mình đã rất là mong muốn có khách hàng rồi mà mình phải làm cái việc đó. Nhưng mà trong nhân quả nếu mà chúng ta giúp người khác có nghĩa là chúng ta giúp mình. Cho nên là khi mà nói với cô điều đó, ban đầu thì cô sốc, nhưng mà sau đó thì cô bắt đầu cô nảy ra cái ý tưởng, và cô nói rất là trung dung khi mà nói chuyện, cô không còn nói xấu những cái đồng nghiệp của mình ở xung quanh, những cái đối thủ của mình ở xung quanh nữa, mà cô luôn luôn nói rằng là ở đây có rất là nhiều tiệm đồ cưới, chỗ nào cũng đẹp hết, chỗ nào cũng tốt hết, nhưng mà em rất là cảm ơn là chị chọn em, bởi vì có cái nhân duyên ở đây, bởi vậy cho nên là em cố gắng em làm tốt nhất cái gì em có thể làm,
À, rất là biết ơn chị vì điều đó. Thì khi mà mình đổi cái cách nói thôi, mình chỉ cần mình đổi cái cách nói, hoặc là ngay cả khi mà cô nói là có lúc ngồi, ví dụ có một cái ví dụ là ngồi ngồi trước cửa ngồi trước cửa tiệm đó, xong rồi khách hàng đi tới nhìn nhìn qua tiệm hỏi là ôi chị tìm chỗ làm đồ cưới hả? Xong rồi người kia nói đang đang tìm mấy cái chỗ để mà coi áo cưới này kia, thì cô có thể giới thiệu những cái chỗ xung quanh. Cô nói là ở đây có nhiều tiệm đồ cưới đẹp lắm. Cái tiệm đối diện của em cũng là một cái tiệm rất là tốt. Chị qua đó chị coi thử đi. Chị coi coi có vừa ý không. Nhưng mà nếu không vừa ý thì chị cũng có thể ghé vô tiệm của em chị coi. Biết đâu em cũng có cái vừa ý cho chị. Có nghĩa là một cái cách nào đó mà chúng ta khéo léo, chúng ta chia sẻ cho những cái người khác. Chúng ta có cái sự trung dung. Và chúng ta luôn luôn là chúng ta tôn trọng đối thủ của mình, gọi là đối thủ cạnh tranh đó, chúng ta tôn trọng và chúng ta đừng có vì vì cái kinh doanh của mình mà chúng ta nói xấu người khác. Cũng giống như là có một cái bạn thì có một cái công ty làm thiết kế web, và cũng tương tự như vậy, khi mà khách hàng không hài lòng với một cái công ty đối thủ và tới với bạn, thì lúc mà chia sẻ với bạn thì người ta cũng có một vài cái điểm người ta không hài lòng với đối thủ và người ta bỏ cái hợp đồng ở bên đó. Tuy nhiên là bạn này rất là hay, vì bạn này thì cũng học về nhân quả cũng lâu, cho nên bạn này mới nói là thực ra là chị đã ký hợp đồng với bên đó rồi á, thì cứ thử nói chuyện để tiếp tục đi, bởi vì em biết là bên đó cũng là một trong những cái công ty mà làm web rất là tốt. Bên em thì mở ra sau bên đó, cho nên là cái kinh nghiệm không có bằng. Tuy nhiên là tụi em thì có một cái lực lượng các bạn trẻ, nhân viên trẻ cho nên nhiệt tình thôi. Nhưng mà nếu mà nói về kinh nghiệm thì không có bằng bên đó, thì chị cứ xem xét lại cho kỹ. Thật sự là chị có muốn thay đổi cái nhà cung cấp hay không? Nếu mà chị muốn thì bên em lúc nào cũng sẵn lòng để phục vụ chị, nhưng mà tốt nhất là chị nên nên giữ cái hợp đồng đó với bên kia, chỉ cần thương lượng lại thôi chứ không thì thiệt hại cho mình. Thì trong cái cách bạn nói như vậy là bạn giúp luôn được cả ba bên, tức là giúp luôn trả cho cả khách hàng đỡ bị thiệt hại, tại vì nhiều khi người ta bị cảm xúc nó lên vì một cái câu nói hay vì một cái điều gì đó người ta không hài lòng và người ta muốn hủy bỏ luôn cái hợp đồng, thì hủy bỏ hợp đồng thì bên nào cũng thiệt hại đúng không ạ? Thì cái người khách hàng đó cũng thiệt hại. Nhưng mà khi mà bạn nói như vậy thì bạn vừa giúp được đối thủ, bạn thật sự là cái đối thủ đó, dĩ nhiên mình phải là bằng cái sự chân thật của mình chứ không phải là mình nói đầu môi chót lưỡi nha. Thì cái đối thủ cũng là một cái công ty thật sự tốt, nhưng mà vì một vài nhân viên có một cái cách hành xử chưa có tốt cho nên khách hàng người ta thất vọng, thì mình phải vung vén, mình có một cái cách nào đó mình vung vén luôn cho cả đối thủ cạnh tranh của mình, rồi mình bảo vệ cái quyền lợi của cái người khách hàng của mình, chứ không phải là mình vì lợi ích của cá nhân của công ty của mình mà mình lôi kéo họ về phía mình. Thì đây chính là cái cách mà để cho chúng ta có một cái chúng gọi là tôn trọng cái mối quan hệ. Mọi cái mối quan hệ chúng ta đều phải tôn trọng và chúng ta trân trọng cái điều đó, chứ chúng ta không có cố tình lôi kéo khách hàng về phía mình, lấy khách hàng từ đối thủ hay là từ đồng nghiệp bằng những cái kiểu nói xấu, bằng những cái kiểu mà nâng mình lên và hạ người ta xuống. Rồi trong cái thiếu tôn trọng mối quan hệ nó còn thể hiện ở cái chỗ là chúng ta ve vãn hay là tán tỉnh người khác. Ve vãn hay tán tỉnh ở đây nó rất là vi tế, nó không phải chỉ là cái chuyện là những cái lời nói mà cợt nhã tán tỉnh, mà nó còn cả trong cái ý. Tại vì á, mình biết rồi, mình học về nghiệp quả, tất cả là nó nằm bắt đầu từ ý đó mà. Từ ý rồi nó mới ra khẩu, rồi nó mới ra thân. Cho nên á, là nếu ngay cả trong cái ý nghĩ của mình mà mình có một cái ý nghĩ chinh phục, mình có một cái ý nghĩ là mình muốn nói những cái lời từ bên trong tâm trí của mình thôi, đã có cái ý là muốn tán tỉnh, muốn chinh phục người khác, mà nhiều khi đó lại là cái người mà không, tức là mình không có cái sự chân chính ở trong đó. Mình nói ve vãn tán tỉnh ở đây tức là mình nói cái ý mà nó không có cái sự chân chính, nó không có cái sự chân thành ở đó, chỉ muốn là cợt nhã, chỉ muốn là đùa vui, chỉ muốn theo một cái cách nào đó mà quyến rũ hay chinh phục người khác thôi, thì nó phạm vào trong cái thiếu tôn trọng mối quan hệ. Rồi quấy rối tình dục thì cái này thì quá rõ ràng rồi đúng không ạ? Rồi nhìn ngắm vợ hay chồng người khác với cái ý đồ không tốt. À, người ta không có available, người ta không có sẵn sàng cho một cái mối quan hệ, bởi vì người ta đang ở trong một cái cam kết khác mà chúng ta nhìn ngắm, chúng ta có một cái ý đồ không hay ở trong tâm trí của mình thôi, thì chúng ta cũng đã phạm vào trong mối quan hệ rồi, phạm vào trong cái việc thiếu tôn trọng mối quan hệ rồi. Rồi những cái suy nghĩ dục vọng cả trong tâm ý, chúng ta cố gây ấn tượng với ai đó, chúng ta có một cái hành động gì đó, ví dụ như là
những cái cô gái mà ví dụ như đi ngang một cái đám mà một một nhóm những cái người thanh niên rất là lịch sự, rất là đẹp trai đó, là thì cô kéo cái áo của mình trễ trễ xuống chút xíu, hay là một cái kiểu gì đó mà nó mang có một cái suy nghĩ dục vọng, chỉ cần một cái nhỏ thôi ở trong tâm ý của mình, cố gây ấn tượng theo một cái cách mà nó dẫn dắt người ta theo một cái cách dục vọng, thì đều là phạm hạt, đều là phạm hạt. Rồi ngay cả là mình không biết là những người đó họ có tự do để ta tiếp cận hay không, mà chúng ta một cái kiểu gì đó chúng ta có cái ý nghĩ chinh phục, có ý nghĩ tiếp cận, thì đó cũng là phạm hạt. Rồi nhìn ngắm vợ hay chồng của người khác có tư tưởng hay là có những cái ý nghĩ mà nó không có lành mạnh, nó mang cái màu sắc của cái sắc dục ở trong đó, thì nó đều là thiếu tôn trọng mối quan hệ. Đây là những cái mà để chúng ta thấy rằng là với tất cả những cái điều này, nếu mà chúng ta phạm cái hạt này thì cái hệ quả là những gì? Hệ quả đó là khi mà chúng ta làm ăn, chúng ta rất là dễ bị người khác họ họ tước lấy cái kinh doanh của mình. Họ tức là họ ban đầu thì họ tốt với mình, nhưng mà sau đó họ đâm sau lưng mình theo một cách nào đó, họ lấy cái kinh doanh của mình, họ và chúng ta gặp rất nhiều người không trung thành ở trong cuộc sống của mình. Ví dụ như nhân viên không trung thành, mình rất là tốt, mình đối tốt với họ lắm, nhưng mà rồi tự nhiên là họ lại phản bội mình theo một cái cách nào đó. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn thấy rằng là đâu đó chúng ta gặp những cái người không trung thành ở xung quanh mình, cái môi trường xung quanh mình nhớ bông hoa số 3 mà, bốn bông hoa đó, đặc tính, bốn cái đặc tính ở trong cái hạt giống đó, thì nếu chúng ta nhìn thấy nhiều người phản bội mình ở xung quanh thì mình phải biết rằng là bởi vì mình đã phạm cái hạt mối quan hệ ở đâu đó, mình phạm hạt mối quan hệ ở đâu đó, cho nên bây giờ mình mới gặp những người không trung thành, mình đã không giữ cam kết ở đâu đó, mình đã không trung thành ở đâu đó, cho nên bây giờ mình mới gặp những cái tình huống như vậy. Có những cái tình huống á, là mình đi uống cà phê với bạn, rồi bạn lại rủ thêm một người bạn khác tới, và mình ngồi mình nói chuyện với lại cái người bạn của bạn đó, và mình thấy rất là hợp nhau, và mình về đó mình không có, mình lẳng lặng mình kết nối với cái người bạn của bạn đó, mình bắt đầu mình nói về cái chuyện làm ăn kinh doanh này kia với nhau, mà mình không thông qua bạn mình, mà mình không thông qua bạn mình không nói trước với bạn mình một tiếng rằng là mình đang muốn kết nối với cái anh A, anh B, anh C gì đó để làm kinh doanh, bởi vì hôm bữa đi uống cà phê nói chuyện với ảnh thì thấy ảnh cũng phù hợp với một vài cái thứ trong công việc của mình. Đó là tôn trọng mối quan hệ. Còn nếu như mà mình không tôn trọng cái việc đó thì mình sẽ gặp những cái người như vậy đó. Họ ở sau lưng của mình, họ họ kết nối với những mối quan hệ của mình, họ làm ăn rồi họ gặp những cái vấn đề bất ổn, rồi họ lại bắt đầu đổ ngược lại cho mình. Cho nên là chúng ta nhìn thấy cái điều này để chúng ta hiểu được rằng là tôn trọng mối quan hệ nghĩa rằng là chúng ta phải rất là cẩn trọng, nếu không thì cái công việc của mình cũng bị người khác lấy đi theo một cái cách nào đó, hoặc là chúng ta luôn luôn gặp những cái người không trung thành, những cái người mà gọi là đi ngang qua mặt mình để mà làm những cái việc mà có khi mình thấy không hài lòng. Mình thì mình chơi với bạn mình, cho nên mình biết rõ cái anh này là ảnh cũng có những cái lúc ảnh không có, ảnh cũng hay nói xạo, ảnh cũng hay nổ, ảnh cũng thế này thế kia, nhưng mà bạn mình không biết, bạn mình đâu có biết, cho nên là khi mà bạn mình mà kết nối với họ mà nếu mà không thông qua mình á thì có khi chính là bạn mình gặp chuyện. Bởi vậy cho nên á là mình giữ cho mình tôn trọng mối quan hệ, để mà xung quanh mình là những cái người họ cũng tôn trọng mối quan hệ, và mình cũng có những cái nguyên tắc rõ ràng ở trong cái giao tiếp, ở trong các cái mối quan hệ, để mà chúng ta không có bị không mình bản thân mình không phạm hạt thì không nói rồi, nhưng mà mình cũng giúp cho những người xung quanh của mình không phạm hạt. Rồi mình sẽ nếu như mà mình không có tôn trọng mối quan hệ thì mình sẽ gặp những cái người không có trách nhiệm. Mình sẽ gặp nhân viên không có trách nhiệm, ông chồng không có trách nhiệm, cô vợ không có trách nhiệm, hay là con cái nó không có trách nhiệm, hay là xung quanh mình toàn tiếp xúc với những người mà họ họ thiếu trách nhiệm, họ không giữ cam kết, họ hứa rồi họ hủy kèo. Ngay cả khách hàng, ngay cả đối thủ, ngay cả những cái đối tác của mình, họ dễ hủy kèo, họ không có trách nhiệm và họ không có giữ cái cam kết, giữ cái lời hứa của họ, bởi vì bản thân chúng ta không có giữ cái cam kết. Cho nên giữ cái cam kết là một cái điều rất là quan trọng ở trong cái mối quan hệ. Rồi bạn đời của mình bắt đầu có những cái mối quan hệ khác, bắt đầu say nắng ở chỗ này chỗ kia,
thì đó cũng là bởi vì bản thân chúng ta thiếu tôn trọng mối quan hệ. Và mối quan hệ ở đây nó không phải chỉ là mối quan hệ bên ngoài. Có những người nói là em chung thủy như vậy mà tại sao chồng em lăng nhăng. À thì phải coi coi là mình thiếu tôn trọng mối quan hệ ở đâu, và ngay cả cái mối quan hệ giữa mình với chính mình có đủ tôn trọng hay không, hay là mình với mình cũng không có tôn trọng, mình cũng không giữ cam kết với chính mình, đúng không ạ? Mình hứa cái này cái nọ với mình nhưng mà mình không giữ cam kết, mình không có tôn trọng mình đủ, thì mình cũng là một cái phạm vào mối quan hệ. Bởi vì giống như Trang nói từ đầu, đúng không ạ, ở trong nhân quả đó, mình và người khác là bình đẳng. Nếu mà mình coi trọng người khác mà mình không có coi trọng mình thì đó là cái sự thiếu bình đẳng. Cho nên là chúng ta phải luôn luôn có cái sự bình đẳng, tôn trọng người khác thì tôn trọng mình. Nên sắp tới khi mà chúng ta học vào lòng biết ơn á, cái bài mà biết ơn chính mình á, là một cái bài mà nghe thì dễ nhưng mà vô cùng khó. Bởi vậy cho nên ở trong cái khi mà học về lòng biết ơn á, biết ơn người ngoài một thì phải biết ơn mình tới ba lần. Phải như vậy đó thì mình mới bắt đầu, lúc đó mình mới có cái sự trân trọng bản thân mình đủ. Nhiều người cứ nói là yêu thương bản thân, yêu thương bản thân, và nghĩ rằng yêu thương bản thân có nghĩa là nuông chiều mình, sắm sửa cái này cái nọ cho mình. Thực ra cái đó không phải là yêu thương bản thân đâu ạ. À, yêu thương bản thân chính là trân trọng bản thân mình, biết ơn chính mình. Mình trân trọng, mình giữ lời hứa, mình cam kết với chính mình và mình giữ nó từng chút một. Thì đó mới là trân trọng bản thân mình. Và khi mà mình trân trọng mình thì người khác sẽ trân trọng mình. Cho nên mối quan hệ với chính mình cũng là một cái mối quan hệ vô cùng quan trọng, chứ không phải chỉ là quan hệ với người khác. Thiếu tôn trọng với người khác thì mới có vấn đề, nhưng mà thiếu tôn trọng với mình thì bỏ qua là không được. Rồi giữ cho môi trường, thường là những người mà thiếu tôn trọng mối quan hệ thì họ thường bị ở trong những cái môi trường không trong sạch. Đang cái khu mà dân cư đó nó đang đang tốt như vậy đó. À, xong rồi khi mà mình tới mình ở đó, mình cái nhà lúc mình mua đó thì mình thấy nó tốt, nó đẹp lắm, nhưng mà khi mình tới mình ở đó, cái tự nhiên cái kế bên mình nó có một cái cống nó bị hư hay cái gì đó, tức là cái môi trường mà mình ở, cái xung quanh của mình đó, nó dễ bị ô nhiễm, nó dễ bị hôi thối, dễ bị dơ bẩn, nó dễ có một cái gì đó mà nó làm cho cái môi trường đó nó bị ô nhiễm theo một cái cách nào đó. Hoặc là mình về nhà mình ở trong nhà mình đó, cái tự nhiên nhà nhà À, mình nhà mới mà tự nhiên cái cống nó hư, cái cầu nó nghẹt, một cái kiểu gì đó, cái môi trường sống của mình nó không còn được trong sạch nữa khi mà chúng ta thiếu tôn trọng mối quan hệ. Cho nên lúc mà Trang chia sẻ về cái này á, thì Trang có một cái người bạn này là làm trong cái ngành kinh doanh mấy cái khách sạn mini đó, mấy cái nhà nghỉ khách sạn mini đó. Nói là ô trời ơi, hèn chi mà mấy cái nhà nghỉ ở xung quanh cái chỗ của em á, là lúc nào, tại vì bạn ấy mới mới xây khách sạn mới ở đó nè, nó là lúc nào vô nó cũng cứ tối tối, nó cũng cứ hôi hôi, nó dơ dơ làm sao, em không biết là tại sao vậy, mà mặc dù là người ta cũng rất là nỗ lực đấy mà cứ thấy nó cứ nó hôi hôi, nó dơ dơ, đúng không ạ? Cái môi trường, cái khu vực, cái môi trường đó, ở nơi nào mà có nhiều cái sự vi phạm mối quan hệ, ở nơi nào mà có nhiều những cái sự phản bội, những cái điều không cam kết, những cái ô nhiễm ở trong tâm trí, thì cái môi trường đó nó cũng bị ô nhiễm theo. Và một cái điểm, một cái hệ quả nữa đó là bạn bị mất cái niềm tin. Khi mà chúng ta phạm vào mối quan hệ thì chúng ta bị một cái vấn đề là chúng ta bị mất cái niềm tin. Chúng ta bị mất cái niềm tin này á, là chúng ta bị mất cái niềm tin với người khác, và chúng ta cũng bị mất cái niềm tin với chính mình, và chúng ta cũng bị người khác không tin mình. Tức là có ba cái thứ, khi mà chúng ta phạm vào cái hạt không tôn trọng mối quan hệ thì chúng ta không tin ai hết á. Bởi vì chúng ta phạm vào cái tôn trọng mối quan hệ thì thường là chúng ta dối, đúng không ạ? Chúng ta không có thật. Cho nên là nó khiến cho chúng ta khó mà tin những cái người khác. Cái sự đa nghi của mình rất là cao. Nhưng mà khi mà mình không tin người khác rồi thì người khác cũng không tin mình luôn. Và mình không tin người khác không tin mình, rồi mình cũng không tin chính mình luôn. Và đó chính là cái nguy hiểm nhất. Và đó cũng chính là cái vấn đề lớn nhất. Khi mà chúng ta thiếu tôn trọng mối quan hệ thì tự nhiên những cái vấn đề trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta bị mất cái niềm tin, chúng ta bị mất cái sự tự tin của bản thân, và vì cái điều này thì nó dẫn đến chúng ta gặp những cái thất bại ở trong cuộc sống, thất bại cả trong mối quan hệ, thất bại cả trong làm ăn kinh doanh, thất bại ở trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Bởi vậy nên hạt tôn trọng mối quan hệ là một trong những cái hạt rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta nói rằng là bây giờ lỡ rồi đó, giờ không biết, cho nên lỡ rồi, vậy vì bây giờ phải làm sao?
thì phải học cách để mà cân bằng lại, học cách để gieo hạt, để mà tái cân bằng lại cái mối quan hệ của mình. Bằng cách nào? Cái việc đầu tiên phải là sám hối. Luôn luôn ạ, trong 10 cái hạt giống thiện nghiệp á, thì đầu tiên luôn luôn là để mà sửa đổi thì phải bắt đầu bằng sám hối, bằng cái tâm sám hối. Mình muốn sửa sai, mình phải có cái mong muốn sửa sai này. Chứ còn nếu như mà mình không có cái mong muốn sửa sai thì chắc chắn là mình không bao giờ sửa đâu ạ. Mình biết đó, nhưng mà mình cứ làm, mình cố ý mình làm. Và dĩ nhiên là cái việc mà mình sám hối, mình cố để mình sửa sai, nhưng mà rồi mình thất bại, bởi vì là cái cảm xúc nó chi phối, nó lôi kéo, và mình làm không nổi, rồi mình thất bại, rồi mình lại bắt đầu lại sám hối, rồi mình lại nỗ lực để mình thay đổi mỗi ngày một chút như vậy đó, thì nó vẫn là một cái hành trình tiến hóa, nó vẫn là một cái hành trình đi lên. Đó là một cái điều tốt. Cho nên thầy Michael Ross mới nói là cái vẻ đẹp ở trong cái hành trình mà hoàn thiện bản thân mình đó, chính là bạn nỗ lực nhưng mà rồi bạn thất bại, nhưng mà rồi bạn lại đứng dậy và bạn tiếp tục nỗ lực cho đến một ngày bạn có thể đạt được một cái gì đó, cho đến một ngày bạn nhìn thấy rằng là ít nhất là bạn hơn cái ngày hôm qua, cái ngày hôm kia hay cái năm trước của mình một cái đoạn. Thì đó là cái hành trình của cái việc mà tu sửa mình từng chút và chúng ta đi lên từng chút như vậy. Còn nếu như mà chúng ta không có cái sự sám hối này á, thì chúng ta biết sai nhưng mà chúng ta vẫn cứ làm. Biết sai mà vẫn cứ làm, vẫn cố ý làm. Và khi chúng ta biết sai mà chúng ta vẫn cứ cố ý làm thì sao ạ? Tình tiết tăng nặng đúng không ạ? Vậy thì cái nghiệp đó nó càng ngày nó càng nặng lên. Nó cứ nhân lên. Vì hạt giống nó sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân. Cho nên là nó sẽ càng ngày nó sẽ càng 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 mạnh mẽ ở trong mình, và càng ngày thì những cái bất ổn ở trong cuộc sống của mình sẽ đến nhiều hơn. Rồi chắc chắn là phải chung thủy với người bạn đời của mình. Chung thủy với người bạn đời của mình thì mình phải biết rằng là chung thủy, ví dụ như Trang rất là thích ở trong đạo Công giáo, thực ra những cái quy định ở trong đạo Công giáo chính là giúp chúng ta bảo vệ cái hạt giống này. Bởi vậy cho nên là vợ chồng đúng không? Một vợ một chồng và chung thủy và sống suốt đời bên nhau, không có cái ý nghĩ là ly dị hay cái này kia, những cái đó nó rất là nghiêm trọng đó và rất là phức tạp. Nếu mà muốn ly dị thật sự là nói là hai người này không có hợp với nhau thì phải gửi cho Trang, thấy bạn Trang đó là phải làm đơn gửi đâu qua bên tới bên bên đâu ở đâu đó, một cái nơi nào đó chứng nhận rất là khó khăn đó ạ. Ra tòa thì dễ nhưng mà cần một cái sự xác nhận ở trong tôn giáo thì nó lại khó hơn rất là nhiều, là bởi vì những cái tôn giáo đưa ra những cái quy định như vậy để bảo vệ mình khỏi cái hạt này. Bởi vì khi mà hiểu về nhân quả, khi mà có trí tuệ thì biết rằng là những cái hạt như thế này mà phạm thì nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cuộc đời của mình. Và nếu như mà chúng ta đã thực sự là hết duyên rồi, nói theo đạo Phật là hết duyên rồi đó, thì cũng phải nhớ rằng là dứt hết mối quan hệ này thì mới đến với mối quan hệ khác, chứ đừng có nhập nhằng. Đừng có nhập nhằng chỉ thấy là hai vợ chồng không hợp với nhau nữa thì bắt đầu là vợ đi đường vợ, chồng đi đường chồng, mỗi người có những mối quan hệ riêng mà cái chuyện chung thì không có giải quyết một cách rạch ròi rõ ràng. Để mà mình dứt cái nhân duyên này thì mình mới đến với cái nhân duyên khác. Còn nếu mình chưa cắt đứt, chưa dứt, chưa có triệt để với cái nhân duyên này thì mình phải giải quyết cho triệt để, chứ nếu không thì nó để lại ân oán. Rồi phải có một cái sự đồng thuận rõ ràng giữa hai bên, chứ không phải là mình thì muốn dứt áo ra đi nhưng mà người kia vẫn còn níu kéo thôi, vẫn còn nắm níu, vẫn còn dính mắc, thì như vậy đó chúng ta vẫn chưa có sẵn sàng để ra đi. Nếu mà nhìn về nghiệp có nghĩa là chúng ta vẫn còn nghiệp ở đây, vẫn còn nợ nần ở đây, chúng ta vẫn phải giải quyết cái này cho rõ ràng, sạch sẽ rồi chúng ta mới đi. Chứ không có cái chuyện mà cứ dính mắc rồi xong rồi tự trong ý của mình á, mình nghĩ rằng là ô như vậy là hết rồi cho nên mình có quyền đến với một mối quan hệ khác, thì như vậy vẫn là mình thiếu tôn trọng mối quan hệ và nghiệp vẫn dính ở trong đó như thường. Rồi tôn trọng mối quan hệ của người khác chắc chắn rồi, giống như Trang nói nãy giờ đúng không ạ? Phải tôn trọng dù đó là của đối thủ, của bạn bè mình, của bất kỳ ai. Nếu mà chúng ta không nên qua mặt, chúng ta luôn luôn phải có một cái sự cho phép, phải xin phép. Còn bản thân chúng ta, nếu mà chúng ta không muốn để cho người khác bị mắc kẹt, bị dính mắc vì cái việc đó, thì chúng ta mở lời trước. Ví dụ như chúng ta đi uống cà phê, chúng ta mang theo bạn và chúng ta biết là người bạn này cũng có làm một cái kinh doanh gì đó mà gần gần cùng với lại cái người bạn của mình, thì chúng ta tới chúng ta mở lời trước, chúng ta nói là mình giới thiệu bạn A bạn B gì đó, hai người sau này nếu mà thấy hợp với nhau thì cứ làm việc với nhau. Tức là chúng ta mở lời trước để cho người ta không có bị phạm hạt. Đó là cái từ bi của mình.
Cho nên nếu mà chúng ta thấy cái gì mở lời trước, ai đó tới nhà mình thì mình mở lời trước, mình nói nước ở đó đó cứ lấy uống nha, đồ ở đó cứ lấy ăn nha, đồ cái gì đó cứ lấy xài nha. Mình mở lời trước để cho người ta không có phạm hạnh. Hay là chúng ta là một cái người sếp ở trong công ty, nhân viên vào thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là ở công ty của anh, của chị, quan trọng là kết quả công việc chứ không phải là thời gian. Cho nên là em, thời gian thì tự do nhưng mà cần những cái người có trách nhiệm và cần những cái người mà giữ cái cam kết để mà tạo ra kết quả. Thì nghĩa là mình mở lời trước để vì mình biết chắc là thế nào nhân viên của mình cũng sẽ chích chát với bạn bè, cũng sẽ làm một cái gì đó bên ngoài. Nếu mà chúng ta có trí tuệ thì chúng ta giúp giữ gìn cho cả những người khác nữa, chứ không phải chỉ có mình giữ cho mình nhưng mà rồi mình cũng giữ gìn cho người khác. Và khi mình giữ gìn cho người khác như vậy thì mình, cái hạt giống tốt đẹp ở bên trong mình nó được tưới tẩm, nó được nuôi dưỡng, và như vậy thì phước đức của mình nó dày lên, và như vậy thì mình gặp nhiều hơn những cái điều, những cái người tốt, những cái điều tốt đẹp ở bên ngoài kia, mình cũng được người ta giữ gìn cho mình. Đó chính là cái cách để mà mình hiểu, mình hành xử ở trong cái nhân quả. Tôn trọng người khác giới. Người khác giới thì phải tôn trọng, không đụng chạm, lúc nào cũng phải giữ một cái khoảng cách nhất định. Và nếu mà lỡ thì phải xin lỗi, nếu lỡ phạm thì phải xin lỗi. Bởi vì chúng ta không biết là trong đầu của người kia nghĩ cái gì. Có thể là mình trong sáng, mình bá vai, bá cổ, mình làm cái gì đó, có thể là mình trong sáng, nhưng mà cái người kia họ nghĩ cái gì mình không có biết. Cho nên là mình tôn trọng để mà mình giữ gìn cái hạt giống cho họ. Mình chỉnh chu, mình chuẩn mực, mình tôn trọng để mà mình giữ gìn cái hạt giống cho họ. Chứ không phải là mình nghĩ là ô mình trong sáng là được rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà cái sự trong sáng mà chúng ta nói nó cũng rất là vi tế. Nhiều khi mình không có biết được đâu ạ. Rồi, vui mừng với hạnh phúc của người khác. Khi người thấy người khác hạnh phúc thì mình hãy vui mừng, vì đó là tôn trọng mối quan hệ. Chứ không phải là mình nhìn thấy người ta hạnh phúc rồi mình bắt đầu mình xỉa xói, mình đố kỵ, mình nói là thấy vậy chứ không biết được mấy ngày. Đúng không ạ? Chúng ta hay có cái suy nghĩ nghi ngờ đó đó. Bản thân chúng ta, bởi vì chúng ta phạm hạt nhiều mà, cho nên là chúng ta dễ có những cái ý nghĩ mà nó phạm từ trong ý, nó phạm ra. Cho nên là hãy cứ thấy một cái người hạnh phúc thì hãy vui mừng. Hãy vui mừng, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ phạm nhiều hạt phía sau lắm. Đúng không? Nếu mà chúng ta có ác ý, chúng ta không vui mừng thì chúng ta sẽ có xu hướng là chúng ta đố kỵ, chúng ta ác ý, chúng ta theo một cái cách nào đó, chúng ta không có sự đồng cảm, thì tự nhiên là chúng ta cũng bị coi là thiếu tôn trọng mối quan hệ. Một cái cách nào đó ở trong nhân quả vẫn nhìn thấy là chúng ta thiếu tôn trọng mối quan hệ, và như vậy là chúng ta vẫn vô tình mà bị phạm hạt. Đó là hạt giống về mối quan hệ. Và bây giờ Trang đi qua cái hạt tiếp theo, đó là hạt giống nói sự thật. Hạt giống nói sự thật. Hạt này là cái hạt nhỏ. Cái hạt này á, cái mức độ ảnh hưởng nó không có cao, nhưng mà vì cái hạt này là cái hạt ta phạm nhiều nhất, tức là hạt nói dối đó, ta phạm rất là nhiều. Cho nên vì cái nhiều nó tích lũy lại thì nó thành ra lớn chuyện. Bởi vậy cho nên á, là hạt này là cái hạt mà khó sửa nhất. Nhưng mà chúng ta phải tập, phải sửa cái này. Bởi vì hàng ngày chúng ta để ý đi, chúng ta không để ý thì thôi. Còn nếu mà chúng ta để ý, chúng ta thấy hàng ngày đó,